danh hỏi bài miễn phí trả lời tức thì vào thư viện app tải ngay app danh. Hello everybody, welcome back to the video lesson today. Chào mừng tất cả bạn học sinh thân mến đã quay trở lại với video bài giảng ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học lesson cuối cùng trong bài số 15, Unit 15 at the football match. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu lesson 3 nhé. Are you ready for the lesson? Okay, right now let's start lesson 3. Let's go! In exercise number 6, we are going to listen and repeat. Ở bài tập số 6 này chúng ta sẽ cùng lắng nghe và lặp lại nhé. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn vào bức tranh và dòng chữ có ở đây. Các con thấy ở trong bức tranh này bạn nhỏ này đang chỉ vào đâu đây? À, tay của bạn ấy đang chỉ vào bàn tay bên kia đúng không? Bạn ấy đang dùng tay bên này và chỉ vào bàn tay bên kia. Vậy thì hành động này chúng ta có thể nói là... Nào, listen nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe xem là nói như thế nào. Point to your hand. Ok, và chúng ta sẽ nói là point to your hand. Đó, câu này có nghĩa là chỉ vào tay của bạn. Ok. Nào, bây giờ các con hãy cùng cô luyện đọc cái câu này nhá. Nào, đầu tiên là từ point. Point. Point có nghĩa là chỉ vào. Nào, chúng ta sẽ cùng đọc nào. Point. Point. Rồi, cuối chữ point có âm t. Các con lưu ý là mình sẽ đọc cả cái âm này nhá. Nào, repeat after me. Point. Point. One more time. Một lần nữa nào. Point. Point. Ok, very good. Nào, những từ còn lại thì khá là dễ đúng không? Point to, chỉ vào. Your hand. Your hand. Bàn tay của bạn. Vậy thì cả câu này chúng ta cùng ghép lại và đọc nhé. Point to your hand. Point to your hand. Rồi bây giờ đến lượt các con đọc nào. Các con hãy đọc lại câu này. Nào. Rồi, cô đoán là các bạn cũng đã đọc được rồi đúng không nào? Bây giờ chúng ta cùng đọc lại một lần nữa nhé. Point to your hand. Ok, point to your hand. Các con hãy nhớ lấy câu này nhé. Point to your hand. Có nghĩa là hãy chỉ vào bàn tay của bạn. Rồi, ok, bài tập 6 rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần đọc được câu này thôi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài tập 7 nhé. Let's go. Now, in exercise number 7, we're going to talk. Let's talk. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nói nào. Ở bài tập số 6 vừa rồi, cô cùng các con vừa tìm hiểu câu gì nhỉ? Point to your hand, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ dùng mẫu câu point to your dot 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 để cùng nói về bức tranh này. Point to your, đó là chỉ vào cái gì đó của bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là bạn này sẽ chỉ vào đâu nhé. Đầu tiên thì trong bức tranh này các con thấy là bạn ấy đang chỉ vào bàn tay đúng không? Và chúng ta sẽ cùng đọc lại cái mẫu câu lúc nãy nào. Point to your hand. Ok, chúng ta đọc là point to your hand. Point to your hand. Và bây giờ các con hãy cùng thay cái chữ màu đỏ này bằng tên của các bộ phận khác. Và chúng ta sẽ cùng đọc nha. Chúng ta sẽ cùng nói. Nào, đó là câu A. Câu A đó là bàn tay đúng không? Và chúng ta đã đọc là point to your hand rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn sang câu B. B họ đang chỉ vào đâu đây? Oh, đó là đang chỉ vào khuôn mặt của cô ấy. Vậy thì khuôn mặt chúng ta nói là gì nhỉ? Chúng ta nói là gì? Chúng ta đã học từ này rồi đấy. Rồi, khuôn mặt đó chính là face. Đúng không nào? Chúng ta nói khuôn mặt là face. Vậy thì bây giờ chỉ vào khuôn mặt chúng ta sẽ nói câu gì? Nào, chúng ta có từ khuôn mặt là face. Chúng ta có câu point to your, nghĩa là chỉ vào cái gì đó của bạn. Vậy bây giờ cô muốn nói chỉ vào mặt của bạn, chúng ta sẽ nói là gì? Cô đố bạn nào biết được đấy. Rồi, đây là câu trả lời của cô nha. Bây giờ muốn nói là chỉ vào mặt của bạn, chúng ta sẽ nói là point to your face. Yes, point to your face.
Đó, chúng ta sẽ thay từ hand bằng từ face. Now, point to your face. Point to your face. Point to your face. Chỉ vào mặt của bạn. Câu C, cô đố con biết chúng ta sẽ thay từ gì vào? Và chúng ta sẽ nói là gì? Đây chính là mái tóc đúng không? Và cô sẽ có từ mái tóc là hair. Đúng không? Hair. Rồi, hair. Chúng ta sẽ cùng thay hair vào, chúng ta sẽ nói được là point to your hair. Đúng không? Point to your hair. Point to your hair. Point to your hair. Now repeat after me. Point to your hair. Chỉ vào tóc của bạn. Rồi, và cuối cùng câu D. Là họ đang chỉ vào đâu đây? Chỉ vào bàn chân đúng không? Bàn chân chúng ta có từ gì? Bàn chân chúng ta có từ foot, đúng không nào? Bàn chân chúng ta có từ foot. Và bây giờ con hãy thay từ foot vào, chúng ta sẽ nói nào. Chúng ta sẽ nói câu này là point to your foot. Point to your foot. Point to your foot. Chỉ vào bàn chân của bạn. Rồi các con hãy cùng đọc, nói lại những mỗi câu này nhá. Nào, bây giờ cô chỉ vào đây, các con hãy cùng nói. Point to your hand. That's right. Cô chỉ vào đây, các con nói. You say point to your face. Okay. Các con nói gì nào? Nếu như cô chỉ vào đây, các con sẽ nói gì? No, point to your hair. That's right. Và cuối cùng khi cô chỉ vào bộ phận này, cô sẽ nói point to your foot. Okay, point to your foot. Chính xác rồi đấy. Rồi các con nói rất là tốt. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua bài cuối cùng của lesson 3 nhá. Ở bài tập cuối cùng của lesson 3, chúng ta sẽ cùng hát exercise number 8, let's sing. Chúng ta sẽ cùng hát một bài hát rất là vui nhộn để kết thúc bài học này. Và trước khi hát thì chúng ta sẽ cùng nghe thử xem bài hát này chúng ta sẽ hát như thế nào nhé. Ok, now let's listen carefully. That's your face, that's your foot. Point to your face, point to your foot. That's your hair, that's your head. Point to your hair, point to your head. Hát này giai điệu hơi lạ đúng không? Chúng ta sẽ cùng nghe thêm một lần nữa để làm quen với bài hát này nhé. That's your face, that's your foot. Point to your face, point to your foot. That's your hair, that's your head. Point to your hair, point to your head. Rồi, bài hát này được chia làm hai đoạn và bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các con cách đọc những từ, những câu trong bài này trước tiên nhé. Nào, listen, listen to me. Bây giờ các con hãy lắng nghe cô này. That's your face. That's your face. Kia là khuôn mặt của bạn. That's your face. Các con cũng đọc theo cô nhé. That's your face. Là các con để ý là đây chúng ta lại gặp cái phẩy S này. Vậy thì chúng ta sẽ phải đọc thêm là that's your face. Ok, và tương tự câu dưới nào. That's your foot. Rồi chúng ta có hai cái đầu. Câu đầu là that's your face và that's your foot. Ok. Tiếp theo chúng ta lại gặp một cái câu vừa rất là quen thuộc mà chúng ta vừa mới đọc, vừa mới nói ở bài tập số 6 và số 7 đúng không? Là cô đố bạn nào đọc được đúng câu này. Rồi hãy cùng kiểm tra nhé, xem đọc đúng không nhé. Point to your face. Chắc là có nhiều bạn đọc đúng không? Bởi vì chúng ta vừa mới học xong mà. Còn câu thứ tư nào. Point to your foot. Rồi hai câu này chúng ta đọc là point
to your face. Point to your foot. Hãy chỉ vào khuôn mặt của bạn. Hãy chỉ vào bàn chân của bạn. Rồi, tiếp theo chúng ta cũng là gặp lại mẫu câu that's your và point to your. Chỉ khác là chúng ta sẽ thay những cái từ này thôi. Now, that's your hair. That's your head. Point to your hair. Point to your head. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc lại tất cả những câu trong bài này nhé. That's your face. That's your foot. Point to your face. Point to your foot. That's your hair. That's your head. Point to your hair. Point to your head. Ok, rồi bây giờ chúng ta đã biết cách đọc rồi. Bây giờ các con có muốn học cách hát bài này không? Ok, nào bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các con cách để hát bài này nhé. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu với khổ đầu tiên. Bởi vì hai khổ này học khá giống nhau, cho nên cô sẽ hướng dẫn kỹ khổ 1 trước, sau đó chúng ta sẽ cùng học khổ 2 sau nha. Nào bây giờ với hai câu đầu tiên, nào các con hãy cùng lắng nghe cô nhé. 1, 2, 3, go. Does your face, does your foot. Ok, hai câu này rất là dễ đúng không? Nào, lại nhá. Câu đầu tiên, does your face. Nào, repeat after me. Các con hãy cùng lắng nghe và làm lại theo cô nhá. Does your face. Ok, good. Câu thứ hai, does your foot. Yes, that's right. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng ghép hai câu này vào nhau nào. 1, 2, 3, go. Does your face, does your foot. Ok. Hai câu sau, câu này chúng ta sẽ hát như thế nào? Câu này chúng ta sẽ không hát giống như hai câu trên nữa, chúng ta hát kiểu khác. Nào, listen to me. Point to the face, point to the foot. Ok. Câu thứ ba nhé, chúng ta sẽ hát câu thứ ba. Point to the face. Repeat after me. Point to the face. Câu thứ tư. Point to the foot. Ok, repeat after me. Point to the foot. Rồi bây giờ mình sẽ ghép hai câu lại với nhau. Point to the face, point to the foot. It's easy, right? Dễ đúng không nào? Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng ghép cái đoạn này với nhau nhé. 1, 2, 3, go. Does your face, does your foot, point to the face, point to your foot. Ok, nếu như các con hát được đoạn 1 như vậy thì các con đã nắm được cái giai điệu của bài này rồi đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng luyện tập khổ 2 nhé. Khổ 2 thì cũng giống như khổ 1 thôi, chúng ta chỉ thay từ vựng. Nào, mình sẽ thử hai câu đầu nhé. Listen to me. Does your hair, does your head. Okay, repeat after me. Does your hair, does your hair. Rồi, câu thứ hai nào. Does your head. Repeat after me. Does your head. Nào, bây giờ các con hãy cùng có hát hai câu này nhé. 1, 2, 3, go. Does your hair, does your head. Ok, good. Còn hai câu sau nào. Hai câu sau, listen to me. Point to the hair, point to the head. Rồi, câu thứ ba nhé. Câu thứ ba các con hãy cùng lắng nghe và lặp lại theo cô. Point to the hair. Point to the hair. Rồi, sorry. Point to the hair. Ok, và câu cuối cùng nào. Point to the head. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ ghép hai đoạn hai câu trên và hai câu dưới của khổ thứ hai nhé. 1, 2, 3, go. Does your hair, does your head, point to the hair, point to the head. Ok. Nào, bây giờ chúng ta lại cùng ghép hai đoạn lại với nhau. 1, 2, 3, go. Does your face,
That's your foot. Point to the face. Point to the foot. That's your hair. That's your head. Point to the hair. Point to the head. Okay, you did very well. Rồi, các con hát rất là tốt rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ghép vào bài nhạc nhé. Are you ready? Now, let's sing. That's your face. That's your foot. Point to your face. Point to your foot. That's your hair. That's your head. Point to your hair. Point to your head. Bài này khá là nhanh và nếu như các con không biết là mình nhìn như nào cho đúng thì các con có thể vỗ tay cùng nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng hát lại một lần nữa nào. That's your face, that's your foot, point to your face, point to your foot, that's your hair, that's your head, point to your hair, point to your head. Rồi, bài hát rất là vui nhộn, giai điệu rất là nhanh. Vậy là chúng ta đã kết thúc bài tập bài số 15, Unit 15, at the football match ở đây rồi. Trong bài số 15, chúng ta đã học về chữ cái F, âm F và một số từ vựng liên quan đến bộ phận của cơ thể này và những đồ vật liên quan đến trận đá bóng đúng không nào? Các con hãy về nhà làm bài tập ôn lại những từ vựng, cách đọc của các chữ cái này, của âm trong bài nhé. Các con có thể cùng cô luyện tập các bài hát bằng cách tua lại những cái phần cô hướng dẫn hát nếu như các con chưa biết hát. Ok, this is the end of the lesson today. Goodbye and see you next lesson. Goodbye. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.